Trời ơi, đi phát cơm từ thiện mà giờ không có hộp cơm nào ăn hộp chị hai. Giống nhà mình quá à. Quyên đang đi lâu thế? Ngon. Chị mà chia rẽ hai đứa sau ngất con mẹ xỉu quăng mình xuống sông luôn. Ngon ngon. Cá ngon lắm. Nhưng mà cá ngon à? Cá ngon. Cá ngon. Ủa gì là cà gót đi là bóp cũng ngon. Mưa bảo mà ăn đi. Này đi anh đi mưa em ăn bốn miếng cá. Nhưng mà mưa bảo đi ăn đi là hóng có gạo mà ăn này. Vì bắt miếng á. Ừ. Ăn ngon quá đó. Ừ. Thế con bé vừa xong ăn cá cơm ngon nhỉ? Ngon, hai cũng khen ngon. Hai khen ngon á. Em đi vô, em đi vô. Với cả biết sao không? Mình nấu đồ ăn cho họ phải cho hộp đàng hoàng. Hoàng. Ừ. Chứ mấy nhóm đội mà cho vào cái bi lông ấy, nó bị sộc sạch xong mà nó đi nó sốc 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 phải không? Nó chua. Nó bị nó bị sốc 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 ăn nó bị như cái chua. Không, tại cái này là không có giống như là không có đợi ngủ nhiều á. Mày ăn đi đi em mày không? Này có đội quân oxy bọn em nha. Mà cho đúng. Dạ xin thưa. Phải lót thêm một miệng là chuối nữa. Rửa sạch lá chuối. Lá chuối là đâu có, đâu phải cắt trên cái chuối vậy đúng không? Là rửa. Rửa hai bên nước xong lấy cái khăn lao. Lao như vậy nè, để khô lá chuối nha. Lao cho khô lá chuối, xong bắt đầu lót vô trong cái hộp. Xong tỉ hả? Cái cơ à tỉ tỉ cho đẹp nữa chị. Xấu là không có chịu. Cha cũng được cái là khó lắm. Rồi múc cơm vô, múc đồ ăn vô, xong động lại rồi. Em tại vì đồng sau đó là mỗi một hộp sẽ cho một gói nước tương xịn sò. Gói gói là gói trong nhà máy người ta đóng ra chứ mà mình chia ra đâu. Chứ không có cho xịt vô nha, xịt vô là ướt cơm nhiều người, người ta không thích ăn nước tương. Trời ơi, một hộp cơm cũng khô lắm. Giờ ra đây cứu chợ ít người đã không có lao lá chuối rồi đó. Còn không lao lá chuối nữa chắc lên cái chắc thành cây chuối mình ăn mình cắt được. Người ta nói chia cho ba ăn với ăn ba miệng thôi. Ngon quá xong ngồi dưới ăn hết mình luôn. Trời ơi mà nó chia em ăn ít lắm, em ăn ít lắm. Còn đúng mới nói mới nói em ăn ít lắm chị ăn đi xong ngồi xuống ăn hết của tôi. Thằng chó. Thằng chó chửi luôn. Ok. Đang ngồi chờ thuyền đến để đi về An Lộc à? Cam Liên. Cái gì? An Lộc à? Vô An Lộc à? Thì bà Dương là Cam Liên để nhân thuyền là đâu bố? Ngã ba Cam Liên. Đang ở ngã ba Cam Liên. Mình đang ngã ba Cam Liên à? Nhưng chị... mà mình vô sau vô trong. Mình sẽ đi vào An Lộc. À mình gọi cho bà Phụng đi. 2 tấn hàng từ Nha Trang. Tối nay có chuyến nào? Không, kêu chị đó gọi cho chị đi. Một nửa tiếng nữa gọi cho chị. Tao gọi cho tao đưa số bà Phục rồi đấy. Bà Phục mà chuẩn bị có chị Hà, trợ lý của chị Hằng Hải Vương gọi. Sẽ để chốt là giờ nào vào trong sân bay. Đấy. Một giờ mười. Chết đi sống lại người ơi. Alo em nghe nè chị. Được gì chị, đây em đang đợi ảnh đây. Em đang đứng ngay bến thuyền, du thuyền. Cam Lộ, Cam gì nhỉ? Cam Liên. Cam Liên. Biết rồi. Em đang Cam Liên. Hình như cái thằng dao cái chảm thì sao nãy nghe nghe gì bình tĩnh lắm mọi người. Sao rồi, đưa em nghe nè chị ơi. Rồi, không chị không. Đây, từ từ. Đây. Rồi. 283. Dạ rồi.
587. Dạ rồi. Chính, mới 9 số à chị, mới 9 số à. Mới 9 số. Bây giờ nè, mày gọi lại cho bà ý. Ui thì đúng rồi. Tôi biết là anh ai đi mấy ngày. Tôi biết đâm ra là tôi đem. Ok la. Rồi sáng tôi cũng sợ lắm, tôi sợ chết đói chết khát. Là không ai nấu, không ai làm cho cha. Rồi cha bay ra đây tới bệnh chết chết. Nguyên đời con phải đi dính lắm ma. Tiền đâu đi, hết tiền rồi. Rồi sợ cái bữa mà không có đem trà gừng á thì lội vô lạnh mỏi mẹ. Hôm nay đem trà gừng thì nó nóng muốn sản luôn, lên sải luôn, không dám uống luôn. Thì tình không biết làm sao không cho vừa. Hôm lội nước thì đi dép, hôm không lội nước thì đi ủng. Không. Alo em nghe chị ơi. Vừa thủ thì không chuyện không. Rồi. 283. Dạ rồi. 987. Rồi ok, cảm ơn chị. Ủa sao mất tiêu số rồi. 0902839657. Mày đi tao chưa Tâm? Làm việc theo team. Làm việc theo team. Thằng cũng đóng chung team. Anh ảnh đang lên đên ngoài đâu ngoài đây đó. À chị có đem chống nắng không? Không. Chống nắng bên khách sạn. Tao bảo tối hôm qua đâu có nghĩ là đi luôn sáng nay tao đâu mang thêm nắng. Nắng tao có cái khẩu trang này. Rác lắm. Hôm lát hồi xe này sẽ về lấy đồ để chở mình đi nữa mà. Xe này sẽ về lấy thêm mấy trăm phần nữa. Mấy trăm phần cơm nữa để chở mình đi thì mình nhờ ai á đưa được khẩu trang với lại cái đây má má mua được một cái má. Rác lắm, rác. Đây má. Cũng bà cũng hai chứ cũng có bà nữa. Cái này tao để đi ra sân bay đấy mà tưởng. Dạ em nghe nè anh Quỳnh ơi. Chị đang hơi tắt xe thế này. Rồi dạ, em đang liên hệ mà gọi không có được. Tao đi cho được tầm xăng. Dạ đúng rồi, em nghĩ là do sống là ảnh cũng đang vô rồi đó. Cho nên chắc mình đợi một chút em. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ.